Cô chú xin chào các bạn. Chào mọi Xin người. chào. Hôm nay nhà mình vừa quay trở lại nè mọi người. Hôm nay em có làm cái món món bánh nẹ wonton tiêu à. Thấy trên mạng người ta làm á. Đó. Ở trong này Ở còn con cái con không biết. Estoy tomando. Inside patatas, flour, shrimp and meat. Ở trong này em làm bằng bột của mọi người. Gồm có bột gạo nè, tinh bột bắp với lại bột bò mì đa dụng rồi rồi cái em cho gia vị vô rồi có hành nữa rồi mình chiên với lại khoai lang có khoai lang với mọi người khoai lang bằng nhuyễn ra rồi em sử dụng trong này có tôm với lại thịt đó. Ủa cái kiếp đâu lấy cái kiếp phần hai ra cuộn ra với ăn chứ có ăn gì đâu con nè ba ba Rồi, mình ăn với lại nước mắm chua ngọt mọi người cái kiếp cho mẹ đó đúng rồi mẹ cắt ra nè. Good. Muy good. Yes, can you hear Lucas, Lucas, mira, mi chan, mi con à. Cuốn lá chích rồi. Ủa, hai cha con ăn cái kiểu cuộn rải. Nè, salad, đồ rau vô. Và nè, lúc hơi ít. Nè, coi chợ. Rau con. Tên ít. Đó. Mời mọi người nha, mời cô chú anh chị ăn thử lần đầu tiên em làm luôn. Ăn nó rất mắc xèo. Ăn nó giống bánh xèo. Một nửa giống bánh xèo mà một nửa giống bánh khọt. Bánh khọt thì chiên dầu nhiều hơn là cái bánh này, bánh này nó giòn. Nhiên được không con? Cái này nhỏ hơn cái to quá đúng rồi nữa thôi đó là con cuộn lại kìa cái to quá tại vì nhờ có khoai lang á mình ăn nó bùi bùi nó ngon hơn cũng ok tại giọng đầu tiên làm I thought some cook was good. Lúc nào hay con muốn hút hút đấy. Rau thơm hôm nay chỉ có được cầm này được không? Rau húng ngò rí với lại salad. If you want salad, they come. Vô thì khổ chết sao? Cay hay không? Không. Không có cay, cay nước hả? Không. Không có cay. Tôm hồi nãy mới chiên dồn rụm luôn nhưng mà đợi nãy giờ nó cũng hơi dai dai một chút nhưng mà rất là ngon Papa, после работы можно еще поесть. После своей работы. Dễ ăn rồi. Thôi cái ăn gì khó có ăn không anh? Còn ra con chấm xì riêng. Rồi. No spices, just a shot. Vậy không? Vậy có cái say nó. Đó, bỏ vô. Cô nằm lo lo ăn còn, ngon rồi còn. Cay hả? Cái nước mắm đâu cay đâu có ớt nhiều đâu, có chút xíu ớt à.
Muy bien, nhưng mà đường cái nó có hơi len nó bùi nó lạ đường cái nó mệt ngon thì cái bánh này có gì nó bằng tiếng Việt không tôm tôm gì nữa You know, let me try to know what this said. You know, come. What's your question? Yeah. If, we but what we for? Yeah, no, we got it. As the mother. This is a menu restaurant game. Cook one sauce, both familiar sauce different. Come down, leave it. Течет, только скапает. Много соуса. Да. Так не макаем нахуй, что так много макаем. Чуть-чуть, раз и все. А я макаю один раз. Что, не хочешь? Нет. После... Печет? Печет. Дай. Два водички. Lúc đó mình không có ốm đâu, có chút xíu ốm là nó tệ là nhắc cảnh nhau à. Cũng cay luôn. Ai cũng phải khổ. À, you want with salad? The salad is hard. Cắt ăn ngon à. Cũng cái này cô à. Có, ăn. Cũng cái này cái này. Cũng cái này cái này. Cuộn salad ăn ngon quá. Cái bánh này á làm cũng dễ nhưng mà điều nó nhiều công đoạn làm nó lâu. Có cá còn vô rụm luôn. Способ, как ты, когда печет, он еще один способ, чтобы не печет. Не печет. Какой? Надо, когда рука, вот так надо делать, и все пойдет. Мне не рот печет, а просто губы. Губы, да. Губы печет, и язык, да? Ну да. У меня еще язык печет. А тебе печет? Да, язык. По губы. Мне тоже язык и губы. А чё мы... А мне кай? Мне там кай-кай. Маме вообще... Тао да? Ты чё? Чего? Мне там кай-кай. Мама, кай мама любит, мама любит когда печёт. Мама любит так. Мама любит острую еду? Да, острую еду.
Да. Намерена была она. Я буду над тарелкой вот этой маленькой. Лаура, ты хай, ты хунгвей. Что? Лаура, ай тарел. А? А? Папа, мне фу. Да. Это минимум. А у меня уже не печет, потому что знаешь, как я почему я не печет? Потому что когда я беру печеньку, я вот так. Знаешь, я почему я когда макаю, у меня уже не печет. Знаешь почему? Потому что я вот так нажимаю и все. Я вот так делал, вот так вы. О, мама, тоже. Вот я не буду с Агатом. А, ну, не хотела. Я тоже хочу попить. Остро? Не допивай мясо. А тебе налью еще. Ну что? Что? We just have this. Bữa ăn của chị cũng tới đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Tạm biệt. Gặp lại vừa tiếp theo nhé. Tạm biệt. Bye bye. Bữa khác mình em định. Bữa khác em sẽ làm món bánh khác. Tạm biệt. Dạ.